Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách dùng ABA Pro 5.8 EC để diệt trừ nhiện độ, rây xanh và sâu cuốn lá hiệu quả cho cây trồng. Trước tiên, để đảm bảo an toàn, mình cần chuẩn bị một số dụng cụ như bình xịt thuốc, găng tay và khẩu trang. An toàn luôn là trên hết nhé các bạn. ABA Pro 5.8 EC là loại thuốc trừ sâu mạnh, đặc biệt hiệu quả với nhện đỏ, rây xanh và sâu cuốn lá. Đây là những loại sâu bệnh cùng đầu, gây hại nghiêm trọng, làm cây trồng kém phát triển và giảm năng suất. Trước khi phun thuốc, chúng ta pha loãng ABA Pro 5.8 EC theo tỷ lệ 10:15 ml thuộc với 8-10 lít nước. Nhờ khuấy đều cho thuốc tận hết nhé. Khi phun, nhỏ xịt đều khắp cây, chú ý những chỗ sâu bệnh hay ẩn nấp. Thời gian phun tốt nhất là sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc nắng nóng để thuốc không bị bay hơi nhanh. Sau khi phun, chúng ta theo dõi cây trồng 2-3 ngày xem thuốc có hiệu quả không. Nếu vẫn còn sâu bệnh, các bạn có thể phun thêm một lần nữa, cách lần đầu 7-10 ngày. Bên cạnh việc phun thuốc, chăm sóc cây trồng đầy đủ cũng rất quan trọng. Nhờ tưới nước thường xuyên và bón phân hợp lý để cây khỏe mạnh, tăng sức đề kháng với sâu bệnh. Đó là những hướng dẫn sử dụng ABA Pro 5.8 EC hiệu quả nhất để diệt trừ nhện đỏ, rây xanh và sâu cuốn lá. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc bảo vệ cây trồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video bổ ích khác nhé. Chúc các bạn một mùa màng bội thu cùng Didar Plant Van.